Vâng, hiện tại đang là buổi chiều năm ngày 9 tháng 11 năm 2019 nhé. Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào khách. Và hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại nhà cô chú Vinh Liên ở tại Sai Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và vừa bàn giao cho cô chú một chiếc kệ tivi đây. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của chú vừa mới xây xong, rất là đẹp. Tôi có bàn giao một chiếc kệ tivi cho cô chú phía trong nhà đây. Tôi sẵn vào quay chiếc kệ tivi. Đây là cô chủ nhà nhé. Chiếc kệ tivi này là chất liệu là gỗ gõ đỏ. Mọi người nhu cầu liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 5086 nhé. Cơ sở địa chỉ tại Hoàn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ.